Năm 2024 là năm săn rồng vàng thành công của nhiều nghệ sĩ Việt. Vừa qua, Võ Hạ Trâm chia sẻ tin vui mang thai lần 2. Trên trang cá nhân, cô vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh đi biểu diễn, tập luyện yoga bình thường. Nữ ca sĩ có con đầu lòng vào năm 2021, được đặt tên là Châu Hari Vasali Tây Phương, tên thân mật là Moon. Trong thai kỳ thì Võ Hạ Trâm vẫn giữ thói quen ăn chay trường và đảm bảo sự phát triển toàn diện của em bé. Nữ diễn viên Hồ Bích Trâm thông báo tin vui lần 2 đến người hâm mộ trước Võ Hạ Trâm một tuần. Cô từng tiết lộ cả hai lần biết tin mang thai đều rơi vào sinh nhật của chồng. Lý Thùy Trang, bà xã của Chi Bảo công khai thông tin mang thai lần 2 vào cuối tháng 3 và nhận được nhiều lời chúc phúc. Cô cho biết lần này chủ động mang thai bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm vì hai vợ chồng đã có kế hoạch sinh em bé trong năm nay. Vào khoảng giữa tháng 3 thì Võ Hoàng Yến cũng gây bất ngờ khi chia sẻ tin vui. Thời điểm này, cô đang tạm gác lại công việc để toàn tâm toàn ý lo cho thiên thần nhỏ sắp chào đời. Siêu mẫu Hoa Anh cũng đang tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình để chuẩn bị cho đợt vượt cạn vào tháng 5. Con gái cô Mila 6 tuổi tỏ ra rất háo hức khi sắp được làm chị. Chồng của Hoa Anh chăm sóc vợ thật tốt cả về thể chất lẫn tinh thần. Thời gian này, Hoa Anh dần giãn lịch làm việc để tập trung nghỉ ngơi. Cô cho biết dù yêu sự nghiệp nhưng vẫn ưu tiên sức khỏe và gia đình, nhất là khi đã bước sang tuổi 42.